Xin chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin bất động sản của May Group. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Người Hà Nội quan tâm đất nền, người thành phố Hồ Chí Minh thờ ơ. Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng mạnh. Cưỡng chế tài khoản của FLC Sầm Sơn. Thưa quý vị, theo báo cáo thị trường bất động sản của nhiều đơn vị nghiên cứu, bức tranh tổng thể của thị trường đã có những điểm sáng Hội môi giới bất động sản Việt Nam và nêu thị trường bất động sản hiện nay dù chưa đủ lực để vượt dốc nhưng phần nào đã thoát khỏi trạng thái mất phanh. Báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 1 vừa qua của Property Guru Việt Nam cho thấy, thời điểm sắp tết nguyên đán, lượng tin đăng bán bất động sản giảm khoảng 19% so với tháng 12 năm 2023, chủ yếu do so nguồn cung sản phẩm mới trên thị trường khá hạn chế Điểm sáng là so với cùng kỳ năm 2023, mức độ quan tâm trên thị trường tăng khoảng 66%. Chỉ báo này cho thấy tâm lý thị trường đã có những chuyển biến theo hướng tích cực. Mức độ quan tâm trong tháng 1 giảm khoảng 1% so với tháng 12 năm 2023, nhưng tăng 66% so với cùng kỳ năm 2023. Tại thị trường Hà Nội, dù lượng tin đăng giảm khá mạnh, nhưng mức độ quan tâm chỉ giảm nhẹ 1-2% đến ở các loại hình. Với riêng đất nền, mức độ quan tâm tăng 6% so với tháng 12 năm 2023. Dữ liệu trên được cho là chỉ báo cho thấy người tìm kiếm vẫn luôn quan tâm thị trường bất động sản và chờ đợi cơ hội, đặc biệt với kênh đầu tư đất nền vốn đã im ắng kéo dài. Thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh biến động mạnh hơn về lượng tin đăng và nhu cầu tìm kiếm so với thị trường Hà Nội. Cụ thể, bất động sản bán ghi nhận sự sụt giảm cả lượng tin đăng và mức độ quan tâm ở hầu hết các loại hình. Trong đó tin năng đất nền giảm sâu nhất với 23%, tiếp theo là nhà riêng và chung cư lần lượt 15% và 10%. Mức độ quan tâm các loại hình này cũng giảm sâu hơn Hà Nội lần lượt là 8% và 6%. Ngoài hai thành phố lớn tại thị trường tỉnh Hải Phòng là thị trường có mức độ quan tâm tăng 3% so với tháng 12, trong khi lượng tin đăng giảm 5%. Bình Dương ghi nhận lượng tin đăng bán giảm khá mạnh so với tháng 12 với 15%, nhưng mức độ quan tâm chỉ giảm khoảng 5%. Mức độ quan tâm cũng giảm 2% ở thị trường Đà Nẵng và lượng quan tâm giảm khoảng 7%. Thưa quý vị, so với đầu năm 2023, thị trường bất động sản đầu năm 2024 được đánh giá có những dấu hiệu tích cực cả về mức độ quan tâm và lượng tin đăng. Nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán toàn quốc tháng 1 năm 2024 đã tăng 66% so với cùng kỳ trước đó. Lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 52%. Đáng chú ý tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đất nền và đất dự án có mức độ quan tâm tăng mạnh hơn cả chung cư. Cụ thể trong tháng 1, lượng tìm kiếm đất nền ở Hà Nội tăng 110%, đất dự án tăng 77% so với cùng kỳ năm trước, còn lượng tìm kiếm chung cư Hà Nội chỉ tăng 71%. Tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, nhu cầu tìm kiếm tăng từ 71 đến 73% đối với đất nền, đất dự án và tăng 59% đối với chung cư. Theo báo cáo và chỉ số về tâm lý người tiêu dùng bất động sản, nửa đầu năm 2024, có đến 65% người được hỏi cho biết vẫn dự định mua bất động sản trong một năm tới. Trong đó, tỷ trọng mua để đầu tư chiếm 60% và đất nền là loại hình được người mua tương lai quan tâm nhiều nhất. Đặc biệt, báo cáo cho thấy tâm lý các bên mua bán bất động sản không còn quá rẻ rặt như năm 2023 chỉ số tâm lý thị trường bất động sản nửa đầu năm 2024 tăng 3 điểm so với nửa cuối năm 2023. Sở dĩ chỉ số tăng lên là nhờ sự cải thiện mức độ hài lòng của người tiêu dùng về tiềm năng tăng giá bất động sản, về lãi suất vay mua nhà và chính sách tình hình thị trường. Ngoài ra khi dự thảo luật đất đai sửa đổi đang nhận được nhiều quan tâm thảo luận giới đầu tư, đất nền đã dục dịch trở lại thị trường. Qua tìm hiểu của chuyên gia với hơn 10 đơn vị kinh doanh đất nền tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An, các doanh nghiệp đều chia sẻ đầu năm nay, số lượng giao dịch đất nền đã tăng lên và hầu hết tập trung vào những lô đất có pháp lý chuẩn, mức giá dưới 2 tỷ đồng, phạm vi bán kính 60 km xung quanh thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy nhiều ý kiến cho rằng phân khúc đất nền vẫn được đánh giá có nhiều tiềm năng một cuộc khảo sát cuối năm 2023 ghi nhận được trong số 63% người có nhu cầu bất động sản năm 2024, thì hầu hết đều quan tâm tới phân khúc căn hộ chung cư và bất động sản thổ cư, đất nền và nhà đất thổ cư. Đặc biệt tại thị trường chuyển nhượng thứ cấp Hà Nội vào tháng cuối năm 2023, lượng giao dịch phân khúc bất động sản thổ cư cao hơn so với giao dịch chuyển nhượng dự án Bất động sản thổ cư được giao dịch nhiều hơn nhờ tính ổn định cao, mặt bằng giá hấp dẫn, lại có lợi thế trong kinh doanh. Dự báo thời gian tới năm 2024 sẽ có 3 phân khúc bất động sản nhận được sự quan tâm lớn nhất, đó là đất nền ven đô, nhà riêng, nhà liên kề và căn hộ chung cư. Cụ thể, trong 1.000 ứng viên tham gia phỏng vấn thì 1 phần 3 ứng viên, tương đương 33% người được hỏi, cho biết họ quan tâm tới đất nền ven đô khi lựa chọn phân khúc bất động sản để đầu tư. Nhà riêng, nhà liền kề là hai loại hình khác của bất động sản thổ cư, đứng thứ hai với 26%, chung cư đứng thứ 3 với 24%. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Đầu Thanh Tùng vừa ký quyết định cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản đối với công ty trách nhiệm hữu hạn FLC Sầm Sơn Golf and Resort Quyết định nêu trên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký ngày 22 tháng 2 năm 2024, nêu rõ cưỡng chế khấu trừ tiền từ tài khoản để thi hành quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn FLC Sầm Sơn Golf Resort, địa chỉ tại đường Hồ Xuân Hương, phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa. Số tiền bị khấu trừ xử phạt vi phạm hành chính là 200 triệu đồng và tiền phạt do chậm nộp tính đến ngày bị khấu trừ. Vì do khấu trừ là quá thời hạn nộp tiền xử phạt, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn FLC Sầm Sơn Golf and Resort vẫn chưa nộp số tiền bị xử phạt vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ngày 15 tháng 1 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Quyết định cũng nêu rõ công ty trách nhiệm hữu hạn FLC Sầm Sơn Golf M Resort có trách nhiệm yêu cầu với ngân hàng chuyển tiền từ tài khoản vào tài khoản thu ngân sách nhà nước. Trong trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn FLC Sầm Sơn Golf M Resort không tự nguyện thực hiện trong thời hạn quy định, thì Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa có trách nhiệm trích chuyển từ tài khoản của tổ chức bị cưỡng chế số tiền bị khấu trừ đến tài khoản thu ngân sách nhà nước mở tại kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Trước đó, Sở Lao động Thương minh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong số 5 doanh nghiệp thuộc loại hình doanh nghiệp dân doanh chưa giải quyết tiền lương, tính đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, trong 1.375 người lao động với số tiền 18,57 tỷ đồng trên địa bàn tỉnh, thì công ty trách nhiệm hữu hạn FLC Golf Resort, thành phố Sầm Sơn, nợ lương từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023 của 789 người lao động với số tiền 7,52 tỷ đồng theo cơ quan chức năng nguyên nhân có tình trạng nợ lương trên là do doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh hiện sở lao động thương binh và xã hội tỉnh thanh hóa đang tiếp tục đôn đốc hướng dẫn chỉ đạo ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố tổ chức làm việc với doanh nghiệp nợ lương trên địa bàn quản lý đôn đốc doanh nghiệp trả đầy đủ lương cho người lao động đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền các biện pháp xử lý đối với trường hợp cố tình nợ lương những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bất động sản ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt